kết quả sau khi chúng tôi cắt này, các bạn thấy là rất là đẹp. Cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc nó quan trọng nhất là nó cân đối, các bạn thấy không? Sau khi tôi hoàn sẽ khám cho một triệu nam bao tuổi mà 23 tuổi. Cái cương lên lộn ra nó có vấn đề gì không? Không, bình thường. Yeah, nó dài để chính không? Này dài ta đấy. Đây đến cắt thôi mọi người nha. Mà bình thường. Các bạn thấy là 23 tuổi, chim hơi bé. 23.5 nhá. Nó nóng thì mình cắt cái xe 23.5. Là nó tê đi, nó nhiều khi là nó nóng rát, nó kiểu nó dị cảm đi, cái quy đỏ thì nó còn hẹn lâu hơn, hoặc là những cái thuốc mà để đánh vào cái nó kiểm soát xuất tinh, đó là viên trung ương này, nó gọi là thuốc chống trầm cảm, những thuốc làm cho mình mất tập trung đi, nhiều khi mình đơ đi. Tất cả những loại thuốc thì nó đều ảnh hưởng đến cái cảm xúc gì con đấy. Bây giờ cái khoái cảm. Chứ nếu mà muốn quan hệ được lâu ấy, thì em chỉ có học và tập luyện thôi. Để sau đó thì cắt xong thì em thể tham khảo khóa học trước sơ sơ của anh ấy. Độ nhạy cảm của quy đầu nó giống như cái bàn tay này, cái tay mà mình ít vận động ấy, bây giờ nó cũng nhạy cảm, giống tay con gái rất là mỏng, thì cái da của chú nó cũng thế này, rất là mỏng. Thế rồi với kỹ năng kiểm soát xuất tinh thì ra nó là gọi là kinh nghiệm và chính thôi. Đấy, chuẩn bị xuất tinh thì phải dừng lại được. Thì cái đấy thì nó giống như một phản xạ có điều kiện, học được, tập luyện được. Nên các bạn thấy là mình lâu lắm thì mình phải cắt cái size 23.5. Size 23.5 thì các bạn thấy là nó cũng tương đối là vừa. Nói chung là những cái bạn mà cái cậu nhỏ lúc xỉu nó càng bé thì lúc cương nó lại sẽ càng to luôn. Nó không đến nỗi là sợ lắm, nhưng mà nhiều khi lúc chiều người ta hay đi tắm, người ta đi tắm rồi người ta đi những chỗ công cộng người ta lại nhìn thấy, chỉ có nhìn thấy lúc xỉu. Đấy, có nhiều người lúc xỉu rất là to, lúc cương lên nhiều khi chưa chắc lại to như thế này, hiểu không? Người ta gọi là cái khả năng cương cứng của mỗi người cũng khác. Kết quả sau khi chúng tôi cắt này, các bạn thấy là rất là đẹp. Cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc nó quan trọng nhất là nó cân đối, các bạn thấy không?